Tưởng tăng gấp đôi lên 60 triệu chiếc trong năm 2019, AirPods Pro thành công hơn kỳ vọng. Theo một báo cáo của Bloomberg, các lô hàng AirPods trên toàn thế giới được dự kiến tăng gấp đôi lên 60 triệu chiếc trong năm 2019 so với năm 2018. Báo cáo trích dẫn một nguồn tin thân cận với Apple và cũng là báo cáo hiếm hoi về doanh số bán hàng thực sự của những chiếc tai nghe AirPods. Báo cáo cho biết sự tăng trưởng mạnh mẽ này là nhờ nhu cầu cao hơn kỳ vọng đối với tai nghe AirPods Pro mới ra mắt nhu cầu rất lớn khiến cho các đối tác cung ứng của Apple cũng phải tăng sản lượng. Chiếc tai nghe không dây AirPods lần đầu tiên được Apple ra mắt vào tháng 12 năm 2016. Kể từ đó AirPods đã thành công vượt xa kỳ vọng, khiến cho Apple cũng gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung ứng. Apple chưa từng tiết lộ doanh số bán hàng của những chiếc tai nghe không dây này. Apple chỉ công bố doanh thu được gộp chung với các thiết bị đeo và phụ kiện khác, đem về 6,4 tỷ đô la Mỹ trong quý vừa qua.